Mới đây, Ủy ban Nhân dân thành phố Châu Đốc tổ chức lễ khởi công công trình đường đê kênh Hòa Bình. Ông Lâm Quang Thi, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Châu Đốc, ông Đinh Văn To, Phó Giám đốc Sở Giao thông Vận tải An Giang cùng lãnh đạo Thành ủy, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các ban ngành đoàn thể thành phố và người dân địa phương đến dự. Công trình đường đê kênh Hòa Bình, đường Mậu Thân ở khóm Hòa Bình, phường Vĩnh Mỹ. Dự án được Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang phê duyệt năm 2021 và giao Ủy ban Nhân dân thành phố Châu Đốc làm chủ đầu tư, với tổng mức đầu tư gần 120 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách tỉnh và thành phố Châu Đốc, là công trình giao thông cấp 1. Dự án được thiết kế trên cơ sở nâng cấp và mở rộng tuyến đường hiện hữu có chiều dài 1.220 m, chiều rộng nền đường thiết kế lên đến 30 m, gồm các hạng mục như san lấp mặt bằng, mặt đường, vỉa hè, hệ thống thoát nước mưa, nước thải, trụ cứu hỏa, hệ thống cấp nước, cấp điện, chiếu sáng, cây xanh, vân vân. Việc mở rộng lộ giới, đầu tư xây dựng tuyến đường với quy mô phù hợp là giải pháp tối ưu để giải quyết bài toán về lưu thông cho khu vực, liên kết suốt tuyến đường từ Hoàng Diệu đến đường tránh quốc lộ 91, tạo sự thông thoáng cho đô thị. Ngoài ra, dự án được đầu tư với kỳ vọng tạo ra sức hút, vực dậy diện mạo, giá trị của các khu vực lân cận. Đồng thời, đề nghị các đơn vị điều hành dự án, tư vấn thiết kế, nhà thầu thi công phối hợp nhịp nhàng sớm hoàn thành công trình một cách chất lượng và hiệu quả, hạn chế tối đa những ảnh hưởng đến đời sống của người dân quanh khu vực thực hiện dự án. Đây là một trong những công trình thành phố Châu Đốc chào mừng kỷ niệm 47 năm ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam thống nhất đất nước, 30 tháng 4 năm 1975, 30 tháng 4 năm 2022, kỷ niệm 190 năm thành lập tỉnh An Giang 1832-2022.